chúng ta đến với một video có hai điều đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên, mình sẽ khui mặt lưới, khui lo bát, lo chung, lo chết của loa này ra để mọi người cảm nhận được bên trong nó như thế nào. Thứ nhất là bên trong một chiếc loa kéo như thế nào. Và thứ hai là bên trong cái chiếc loa kéo cao cấp nó có khác gì với những cái loa kéo bình thường hay không. Đó, tại vì mình thích ở dòng loa này ở cái âm chung và âm chết hơn những loa kéo 4 thật thông thường. Đó, phần thứ hai thì mình sẽ test trực tiếp chiếc đàn guitar này với vào chiếc loa này qua một sợi dây như thế này. Tại vì mọi người cũng hiểu khi một người nào đánh đàn cho chúng ta hát, nhưng mà khi mà đánh đàn cái tâm của cái người đánh đàn á nó cao quá hoặc nó thấp quá thì cái người hát nếu chúng ta không phải là người chuyên nghiệp chúng ta sẽ không có hát theo được. Thì ngày hôm nay mình sẽ test thử lo này nó có chân thật không, cái tiếng âm thanh phát ra nó có chân thật để chúng ta hát qua đàn người ta không nhé. Vâng, và bắt đầu. Từ này mọi người nè, cái củ từ to của nó là khoảng 154 cm. Đó, này là cái lo bát này mọi người nè, này là cái sườn của nó nè. Đấy, rồi cái này thì mình không có coi côn được, nên mọi người xem nè. Có anh chị nào có kinh nghiệm về lo thì có thể comment chia sẻ kiến thức cùng nhau nha. Này, rồi nhìn ở sau đó mọi người nè, ở sau đây nó có hai cái cục mày để nó thông hơi ra mọi người nè, để cái tiếng bát nó sâu hơn. Mọi người có thể xem mọi người gần đây, xem cận đây. Đó, ở sau đó nó có một cái bình ắc quy đó mọi người nè. Bình ắc quy thì gắn này lại để chúng ta lật ngửa lên ngửa xuống nó cũng không rớt. Thường là bình này là bình khô này mọi người nè. Đấy, rồi ở đây mình sẽ cho mọi người xem cái lo chép thử nha, lo chung của nó như thế nào. Lo chung đây mọi người nè. Đấy, lo chung đây thì nó ghi là MI 6.5 6 ohm. Mình sẽ đo thử nha, mình sẽ đo thử cái cụ từ của nó là bao nhiêu. Cụ từ của nó là 80 người này, từ của nó là 80. Đó, rồi tới cái lo chép từ nó đây, mình thấy cái này rất là đẹp mọi người nè. Đây này mọi người có thể xem kỹ cái này nè, đó, rất đẹp. Rồi, mình thì không có kiến thức chuyên môn về từ cô nào lắm, mình chỉ đây cũng như là một cái tò mò thôi. Đây là lo chép mọi người nè, chép đây là cụ từ của chép đây. Rồi mình sẽ đo thử cái này nó to cỡ nào. Nó chiều dài của nó cũng khoảng 80 luôn, cái đường kính của nó mọi người khoảng 80. Rồi, 80 ở đây thì nó có một cái con cái là power 250V 225J. Nên lấy cụ từ của nó mọi người nè. Rồi, mình sẽ để vào đây, đỡ vào đây. Đó, mình sẽ test thử khi mà mình mở hở ra mình test thử như thế nào nha. Mọi người nghe thử nha. Mở một bài. Một bài này hồi nãy mình có xe mà đây, một bài này thử nha. Khi hở ra. Rồi, ok. Rồi,
mở bên trong rồi, bo mạch thì mình không có mở được, thì tháo bát chung chép mình nghe được thôi. Để mình khẳng định cho mọi người là dòng loa này cái âm chung và âm chép nó rất là lợi thế so với những loa 4 tấc khác nha. Thử tiếng mic cho mình nghe chút thử. Alo. Alo. 1 2 3 4. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 6 7. 6 7. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần. Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Đó, mọi người có thể xem cái vua micro này này. Giờ bạn quay phim quay gần cho mọi người xem. Vua micro mình để khoảng 45. Thì mình đã hát tiếng nó nhẹ rồi. Mọi người cứ thấy cách mình hát là mọi người hiểu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần guitar nhé. Bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ thử cho mọi người tiếng rải. Sau đó mình thử mọi người tiếng quạt nha. Nhớ nhúc đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.